Trương Tam Phong chưa từng thấy Quách Tĩnh ra tay, vì sao lại tự nhận không bằng? Đầu tiên, Trương Tam Phong của Quách Tĩnh đã từng có gặp mặt một lần, chính là khi Dương Quá đánh bại Kim Luân Pháp Vương, hóa giải tình huống bị vây khốn cho thành Tương Dương. Các cao thủ có được quãng thời gian nghỉ ngơi, liền hẹn nhau đến trên đỉnh Hoa Sơn. Đây cũng là lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm, mà lúc này Giác Viễn Đại Sư đã mang theo tiểu đồ đệ Trương Quân Bảo đuổi theo Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử, vừa vặn đi đến đỉnh Hoa Sơn. Dương Quá chỉ điểm cho Trương Quân Bảo mấy chiêu để đối phó Doãn Khắc Tây, thế nhưng là Trương Quân Bảo hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy Quách Tĩnh ra tay. Thậm chí lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm, Quách Tĩnh vẫn luôn là ngậm miệng không nói, chưa từng phát biểu một lời nào. Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp bắt đầu từ hơn 30 tuổi đều một mực trấn thủ thành Tương Dương, chân chính thực tiễn hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Đương nhiên Quách Tĩnh từ lần thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm liền đã trở thành cao thủ đệ nhất đương thế. Về sau lại tại Đào Hoa Đảo dốc lòng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, công lực đã vượt qua Hồng Thất Công. Quách Tĩnh đã đem Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng kết hợp lại, một trưởng xuất ra có thể phát ra 13 đạo hậu kinh, đã là cương nhu cùng tồn tại tự nhiên mà thành. Quách Tĩnh làm người rất ổn trọng, chưa từng trường dương tự đắc. Cho dù là quá trình đưa Dương Quá đến Trung Nam Sơn, một người đem toàn chân đệ tử dễ dàng đánh bại, cũng không có người nào dám tin ông ta chính là đại hiệp Quách Tĩnh. Từ một điểm này có thể thấy được, võ công của Quách Tĩnh đã đạt đến mức đáng phong tạo cực, nhưng vẫn làm việc khiêm tốn, phẩm chất này đúng là cực kỳ hiếm có. Quách Tĩnh không so đo được mất với người khác, cũng không thèm để ý vinh nhục. Ông ta không giống Âu Dương Phong một lòng truy cầu danh hiệu thiên hạ đệ nhất, cũng không giống Hồng Thất Công, chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, càng không giống Dương Quá, hành hiệp trượng nghĩa chỉ tùy vào tâm của mình. Quách Tĩnh chính là đem sinh mạng của mình cùng với sự tồn vong của quốc gia gắn kết chặt chẽ với nhau, đem một thần võ công của mình dùng để cứu quốc cứu dân, thật sự là nhất đẳng đại hiệp. Tiếp theo, khi võ công của Quách Tĩnh đạt đến đăng phong tạo cực, gặp phải cao thủ cũng không nhiều. Tại trên đại hội anh hùng tại Đại Thắng Quan, Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương từng có một lần giao phong. Kỳ thật lúc này có thể thấy được thực lực của hai người mỗi bên một vẻ. Kim Luân Pháp Vương đến Đại Thắng Quan gây sự, ý đồ hết sức rõ ràng. Lúc này Quách Tĩnh đại biểu cho thực lực mạnh nhất của võ lâm Trung Nguyên, hắn khẳng định phải trấn trụ. Lúc đầu là Hoắc Đồ cùng Dương Quá tỉ thí, mà thẳng đến khi Kim Luân Pháp Vương ra tay mới nhìn ra cao thủ của võ lâm Trung Nguyên. Quách Tĩnh là không hề tùy tiện lộ ra trước mắt người đời. Thế nhưng dưới tình huống tiểu long nữ miễn cưỡng ra tay, Kim Luân Pháp Vương một trưởng muốn lấy mạng Dương Quá. Đúng lúc này Quách Tĩnh đã sử xuất tuyệt kỹ Hàng Long Thập Bát Trưởng. Sau trưởng hai người đụng vào nhau, Quách Tĩnh lùi lại ba bước đứng vững, mà Kim Luân Pháp Vương vì muốn thể hiện mình mạnh hơn liền không chịu nhúc nhích tí nào. Trên thực tế cũng bị trưởng lực của Quách Tĩnh làm lục phủ ngũ tạng đảo lộn cuồn cuộn. Kim Luân Pháp Vương so với Quách Tĩnh hơn chừng 20 tuổi, thế nhưng công lực của hai người họ hoàn toàn chính khác, gần như tương đồng. Một trưởng này đã nhìn ra tu vi của cả hai đều rất là tinh xảo. Quách Tĩnh với Cửu Âm Chân Kinh tu vi cực kỳ tinh thâm, Kim Luân Pháp Vương cũng không hổ là thiên tài võ học trăm năm khó gặp, thực lực không thể xem thường. Về sau Quách Tĩnh cùng Dương Quá đơn độc xông vào đại doanh Mông Cổ, một trận chiến này cực kỳ hung hiểm. Đối mặt Mông Cổ ngũ hổ, Quách Tĩnh còn đứng trước cố ý ngăn trở giúp Dương Quá chạy trốn. May mắn ông ta có năng lực thực chiến rất tốt, lúc này mới có thể thoát hiểm. Nếu không thì một trận chiến này đã trực tiếp khiến Quách Tĩnh phải mất mạng. Đến thời Thần Điêu Hiệp Lữ, Quách Tĩnh đối mặt đỉnh cấp cao thủ đối chiến cực ít, nhưng cũng không thể nói Quách Tĩnh thực lực không đủ, mà ngược lại ông ta một lòng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, công lực đã phát triển đến mức cực mạnh, chiêu thức ảo diệu không phải những cao thủ bình thường có thể so sánh. Bởi vì có Quách Tĩnh đứng ra trấn thủ cho nên thành Tương Dương mới có linh hồn, mà Quách Tĩnh cũng hầu như là tự thần xuất mã. Tại thời điểm hai quân giao chiến, luôn luôn xung phong đi đầu, được quân dân Tương Dương vô cùng kính trọng. Cũng bởi vì như vậy nên danh tiếng của Quách Tĩnh trong lòng bách tính thiên hạ là cao nhất, kể cả là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá cũng không thể so sánh. Mà lại Trương Tam Phong đối với Quách Tĩnh khắc sâu ấn tượng, đối với võ công của Quách Tĩnh cũng cực kỳ tán thưởng. Tựa như khi Trương Tam Phong tại núi Võ Đàng bị cường tướng ám toán thụ thương, Trương Vô Kỵ dùng công lực cao thầm giúp đỡ khôi phục. Trương Tam Phong đối với công lực của Trương Vô Kỵ vô cùng kinh hãi, liền cho là bản thân mình được nhìn thấy nhân vật có công lực cao mình như vậy cũng chỉ có Quách Tĩnh cùng Giác Viễn Đại Sư, chỉ vài người mới có thể đạt tới cảnh giới cao thầm như thế.
Kỳ thật Trường Tam Phong sở dĩ đối với Quách Tĩnh khắc sâu ấn tượng như vậy, đơn giản cũng là bắt nguồn từ danh tiếng của Quách Tĩnh cùng địa vị trong lòng dân chúng lúc bấy giờ. Đầu tiên là do Quách Tĩnh cả đời vì nước vì dân, là chuẩn mực cao nhất của người học võ. Quách Tĩnh cả đời trấn thủ Tương Dương vì Tương Dương cống hiến cả cuộc đời, về sau Tuấn Thành mà chết, cũng đem tinh thần hiệp nghĩa của mình vĩnh viễn khắc vào trong các đời hiệp khách đời sau. Sau khi Tương Dương thất thủ, mọi người đối với Quách Tĩnh khẳng định vô cùng tưởng nhớ. Mà Trương Tam Phong lúc ấy là thế hệ trẻ tuổi, khẳng định cũng là nhận lấy sự ảnh hưởng. Ở trong mắt Trương Tam Phong, Quách Tĩnh tính là sự tồn tại cao cao tại thượng, bất luận là võ công hay là phong phạm hiệp nghĩa. Tất cả những điều này đều là tấm gương trong lòng Tam Phong. Cho dù về sau võ công của Trương Tam Phong chưa hẳn đã kém hơn Quách Tĩnh, nhưng tấm gương hiệp nghĩa của Quách Tĩnh vẫn còn ở đó. Cho nên khi Trường Tam Phong liên tưởng đến người đứng đầu thiền hạ võ học, liền không chút nào do dự mà nghĩ ngay đến Quách Tĩnh. Thứ hai, Quách Tĩnh là phụ thân của Quách Tương. Quách Tương đối với Trường Tam Phong mà nói cũng là một người vô cùng đặc biệt. Trường Tam Phong đã gặp được Quách Tương hai lần, nhưng là Quách Tương đã khiến cho Trường Tam Phong sinh lòng cảm mến. Chỉ là Quách Tương một lòng tưởng niệm Dương quá, chưa hề chú ý tới chàng thanh niên mến mộ mình. Nhưng còn Trường Tam Phong vẫn thủy chung không quên được Quách Tương. Mà Quách Tương vào thời điểm chia cách cũng đã tặng cho Tam Phong một cái thiết là hắn, lại muốn hắn đến tìm Quách Tĩnh để nương tựa, cùng trấn thủ Tương Dương ra sức vì nước. Trường Tam Phong cũng chuẩn bị đi, chỉ là tại dưới núi Võ Đàng nhận được kỳ ngộ, liền quyết ý tự lập môn hộ. Về sau Trường Tam Phong khai sáng phái Võ Đàng, thế như là trong lòng từ đầu đến cuối đối với Quách Tương vẫn còn tràn đầy cảm kích yêu thương. Mà đối với phụ thân của Quách Tương là Quách Tĩnh, khẳng định cũng là tràn đầy kính ngưỡng. Điều thứ ba, thì Quách Tĩnh võ công xác thực cũng rất cao. Quách Tĩnh tu luyện mỗi một bộ võ công thì đều tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Giống như việc tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, vốn có rất nhiều người, nhưng là không có người nào tu luyện vượt qua cảnh giới của Quách Tĩnh. Như Hàng Long Thập Bát Trưởng uy trấn thiên hạ, như Song Thủ Hỗ Bác cũng là vô cùng thần kỳ, bao gồm cả Không Minh Quyền cũng là uy lực cực lớn. Có thể thấy được địa vị của Quách Tĩnh cũng là từ thực lực mà quyết định. Võ công của ông ta tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Cho dù là Dương Quá cũng không dám nói rằng có thể vượt qua được Quách Tĩnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Kiếm Hiệp Kim Dung được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Để tiếp tục theo dõi những cái nội dung như thế này thì các bạn hãy vào phần danh sách phát. Ở trong đó thì các bạn hãy kích vào mục phân tích Kiếm Hiệp Kim Dung thì có tất cả những clip về Kiếm Hiệp Kim Dung mà mình đã làm và dồn vào một danh sách phát để cho các bạn cùng nhau xem. Thì có tất cả những mà cái vấn đề thắc mắc của bạn liên quan đến Kiếm Hiệp Kim Dung hầu như các bạn đều có thể tìm thấy trong danh sách phát đó. Mình cảm thấy là một số bạn hay yêu cầu mình làm những cái clip mà đã có sẵn rồi, nên là hy vọng các bạn trước khi các bạn muốn tìm kiếm cái chủ đề nào và yêu cầu mình làm chủ đề nào, các bạn hãy vào danh sách phát trước xem cái video đã có hay chưa. Và các bạn cũng đừng quên hãy vào cái group Thần Thoại Trung Hoa để chúng ta cùng nhau bàn luận về những câu chuyện cổ trang, tiên hiệp thần thoại, kể cả Tây Du Ký, Kiếm Hiệp cùng Kim Dung, Phong Vân hay là Cổ Long vân vân. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.